Một khi đã tạo hiệu ứng, ta thấy hiệu ứng không phù hợp trên slide, ta có thể chọn lại hiệu ứng. Khi đó, nút Add Effect sẽ được đổi thành nút Trend. Trên list chọn Trend và chọn dạng hiệu ứng khác phù đổi phù hợp. Để xóa bỏ hiệu ứng, ta list chọn hiệu ứng từ Custom Animation và list nút Remove để bỏ hiệu ứng đi, hoặc ta nhấn phím Delete để bỏ. Đây là thứ tự của các hiệu ứng 1, 2 và 3. Các đối tượng sẽ tuần tự xuất hiện trên màn hình của slide. Ta có thể thay đổi các thứ tự này bằng cách click chọn hiệu ứng ta cần thay đổi, ví dụ hiệu ứng thứ 3. Ta sẽ đem lên thứ nhất, ta sẽ chọn lệnh là reorder và đem lên ở vị trí thứ nhất. Khi đó các hiệu ứng còn lại sẽ được thay đổi thứ tự thành 2 và 3. Để xem các hiệu ứng thì chúng ta đảm bảo là tùy chọn auto review sẽ được chọn, và ta click play để xem các hiệu ứng chạy ra trên màn hình.